Chào mừng các bác và anh em đã đến với kênh Trần Hưng Audio. Thì hôm nay bên em về dòng loa đề cao mới mà hàng bên em đặt đã hứa hẹn với các bác là hôm nay về đấy. Thì hôm nay mới về được một ít bát 25 và bát 30. Thì dòng loa này em đang để bên kho, vừa về khoảng nửa xe hàng thì em đang để bên kho. Và em trưng bày dưới này một đôi bát 25 và trên phòng live stream của em kia em để một đôi bát 30 và một đôi bát 25. Thì hôm nay em giới thiệu sơ qua về bên ngoài cho các bác xem. Dòng loa bát 25 này thì của nó sẽ là từ 17 con coi 63. Côn của nó 63 các bác nhá. Từ 17 côn 63. Thì phần chạm loa này các bác nhìn em, bên em đặt làm rất chi tiết và đẹp. Rất chi tiết và đẹp. Một đôi loa hay thì các bác có thể nghe nhạc hay và hát karaoke nó phải hay các bác nhé. Thì tí em sẽ thử chất âm nhạc và chất âm mic cho các bác nghe. Dòng loa này với phân khúc giá tiền là 4.200.000 không bao ship các bác nhé. 4.200.000 không bao ship. Đấy, đây là tổng thể mặt trước của chiếc loa DK Bát 25. Một kèn các bác nhé. Dòng này thì nó sang trọng và rất nặng. Em đặt những cái thùng này làm rất nặng và phải chi tiết. Chi tiết thì các bác để trong nhà nhìn nó sang trọng. Với giá tiền là 4.200.000, 4.200.000 không bao ship các bác nhé. Dòng này hát karaoke và nghe nhạc rất hay, các bác có thể dùng một đẩy một vang nghe rất hay rồi. Nếu mà các bác muốn hay nữa, các bác thêm một con nâng tiếng hay là một con equalizer hàng bãi xịn các bác nhé, thì nó sẽ tách bạch, âm của nó sẽ ra rất hay. Trên đây là em đang ghép một con vang 3G và một con đẩy các bác nhé, để em test thử cho các bác nghe chất âm của dòng loa DK bên em vừa về. Với giá tiền là cực kỳ hợp lý để cho các bác và anh em ít tiền có thể mua được những cái dòng loa mới, chất lượng. Đấy. Những cái dòng loa mà các anh em và các bác mua mà những cái loa bãi bát 25, giá thành nó đã phải 5 triệu rưỡi, 6 triệu, 5 triệu, đấy là dòng loa bãi. Và những cái dòng loa mà tên tuổi một tí như là B3 hay là JBL hay là DK hàng xịn thì nó phải là tầm 7 triệu rưỡi, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu các bác ạ. Còn những cái dòng full 30 thì nó phải trên chục triệu. Thì đây những cái phân khúc hàng mới, đẹp, xuất sắc để cho các bác chơi gia đình. Thì dòng loa này em tin rằng nó sẽ đáp ứng được nhu cầu cho các bác nghe nhạc hát karaoke dòng loa này các bác nhé. Và bây giờ em sẽ test chất âm của dòng loa này cho các bác nghe. Em chỉ test một chiếc loa các bác nhé, em test một chiếc loa thôi. Đấy. Một chiếc loa thì để với so sánh những cái dòng loa mà B3 hay là Martin bãi xịn mà giá hơn 10 triệu thì em không so sánh, nhưng mà với những cái loa mà các bác mua tầm 7 triệu hay là 6 triệu, những cái dòng loa mà các bác đang mua thì đôi này nó sẽ ngang ngửa các bác nhé. Với giá tiền 4.200.000 các bác sở hữu đôi DK hàng mới các bác nhé, hàng mới, hàng này em nói là hàng bên em đặt bên kia làm chứ không phải là hàng chính hãng của DK các bác nhé, hàng này hàng bên em đặt bên kia làm. Đấy, về chất lượng loa và chép và thùng vách của nó em đặt là phải là chất lượng rất tốt, nên là các bác dùng yên tâm về dòng loa này các bác nhé.
Về hát độ hát karaoke thì dòng này rất âm tiếng, nó không bị ồm ồm oang oang như các dòng loa khác đâu các bác ạ. Đấy, em đọc đặt thì nó phải là hát karaoke, nó phải chất âm, nó phải tốt này, và nghe nhạc nó phải bát chép nó ra đủ với là loa hay, nó không bị oang oang như là đánh trống nó bong 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 như các dòng loa rẻ tiền của bác mua đâu ạ. Lên một hai ba bốn năm sáu bảy bốn bảy một hai bốn bảy bốn. Để các bác nghe thôi, cái từ 4 và từ 7, cái tiếng bát của mic nó ra rất trầm ấm các bác nhé. Dòng một đôi loa hay, các bác phải nghe nhạc hay thì hát hay mới hay được. Còn một đôi loa dở mà các bác nghe nhạc nó cảm thấy nó cứ có tiếng nó bong 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 ấy, hoặc là đánh tiếng bát không tròn ấy, thì tiếng mic không bao giờ ứng được như này các bác nhé. Bốn bốn bảy một hai hai sáu hai sáu bốn bảy lên một hai. Đấy, tiếng mic lên rất tốt các bác ạ. Dòng loa với giá tiền là 4.200.000 thì em tin rằng các bác sẽ ưng dòng loa này bên em. Thì bác nào có nhu cầu về loa này để ghép với âm ly cũng được, mà ghép với đẩy cũng được, vang cùng vang với nâng tiếng EQ nữa thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Giá 4.200.000 các bác và anh em nhé. Rồi bác nào có nhu cầu về đôi loa này hoặc là muốn tìm hiểu thêm về con loa này chi tiết thì các bác có thể gọi điện cho em Trần Hưng Audio, số điện thoại là 0972 951 003. Cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video bên em. Các bác và anh em hãy xem và đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh. Chào tạm biệt các bác và anh em.